Thưa quý vị, trong thời gian qua, với những giải pháp được triển khai mạnh mẽ, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ, góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô sản xuất hàng hóa gắn với liên kết chuỗi của các địa phương, góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất. Danh mục các sản phẩm OCOP ngày càng đa dạng phong phú, có chất lượng tốt và truy xuất được nguồn gốc. Nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, tinh xảo, độc đáo, phát huy được lợi thế tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, ngày càng được nhiều khách hàng tin dùng và đánh giá cao về chất lượng, từng bước khẳng định giá trị và uy tín trên thị trường, tăng trưởng về doanh thu. Vâng, và tính đến hết tháng 10 năm 2023, cả nước đã có 63 trên 63 tỉnh thành phố đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và đã có hơn 10.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 67,3% sản phẩm 3 sao, hơn 31% sản phẩm 4 sao và 0,8% sản phẩm tiềm năng 5 sao. 42 sản phẩm 5 sao cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Bên cạnh đó, thì chất lượng sản phẩm OCOP cũng đã được nâng cao, cải thiện rất nhiều, đặc biệt là việc ứng dụng các công nghệ, mẫu mã cũng như là bao bì sản phẩm đã được cải thiện một cách rõ rệt. Không thuần túy là bao bì đơn giản như trước đây, mà hiện nay thì có rất là nhiều những loại bao bì hiện đại, ấn tượng và câu chuyện sản phẩm cũng đã được thể hiện rất sâu sắc. Vâng, với mục tiêu nâng cao giá trị từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng thành công chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Qua đó từng bước hình thành nhóm sản phẩm đặc trưng của các địa phương, góp phần gia tăng giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Để không ngừng nâng cao giá trị kinh tế của cây chè, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè San Tuyết của các doanh nghiệp kết hợp với các tổ hợp tác, người dân tại xã Tây Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang mở rộng diện tích sản xuất chè theo hướng Việt Gáp, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu chè sạch. Phát triển được cái thương hiệu chè vùng cao thì nhà máy đã liên kết với dân các hộ trên vùng cao để xây dựng cái thương hiệu là dùng hoàn toàn bằng cái nguyên vật liệu hữu cơ để làm ra sản phẩm. Để sản phẩm gạo nếp Lào Mu trở thành sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình đã liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Thủy cùng với nhân dân sản xuất lúa nếp Lào Mu theo phương châm năm cùng. Sau 2 năm thực hiện, diện tích đã tăng lên 40 ha, năng suất đạt 58-60 tạ trên 1 ha, sản lượng ước đạt 200 tấn. Sản phẩm gạo nếp Lào Mu đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2023. Thì Hợp tác xã cũng có là liên kết với tất cả các hộ gia đình mà động viên các gia đình là trồng cây lúa Lào Mu này. Cái sản phẩm của các hộ gia đình thì trồng rất là đảm bảo kỹ thuật và các cái đầu hàng hóa sản xuất ra là đến đâu là tiêu thụ đến đây hết. Quảng Bình hiện có 34 sản phẩm OCOP gồm có 4 sản phẩm 4 sao, 31 sản phẩm 3 sao. Để nâng cấp độ sao đối với sản phẩm OCOP, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình đã chỉ đạo các ban ngành địa phương tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể thực hiện tốt nội dung, phát huy tối đa sự chủ động, sáng tạo trong xây dựng sản xuất. Trong xây dựng sản phẩm OCOP, tập trung quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức. Trong những năm gần đây thì các cái sản phẩm OCOP của địa bàn của huyện ấy thì có đa dạng hơn so với những năm đầu. Năm đầu thì chúng tôi là chủ yếu về những cái chè, cam và gạo. Thì năm nay là chúng tôi mở rộng thêm một số các cái sản phẩm thực hiện theo cái chỉ đạo chung của tỉnh, của huyện ấy là xây dựng các cái chuỗi liên kết đấy, trong đa dạng về hàng hóa hơn và mang có cái hiệu quả. Việc phát triển sản phẩm OCOP cũng được huyện Quang Bình gắn với xây dựng và phát triển du lịch nông nghiệp, liên kết với các tour du lịch nông nghiệp. Từ đó thu hút các nhà đầu tư vào nông nghiệp, dịch vụ du lịch, tạo thế và lực vững chắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm tới. Vâng, để bàn luận về câu chuyện nâng tầm những sản phẩm OCOP tại các địa phương, chúng tôi cũng đã mời tới trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông thôn Mới. Xin cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào quý khán giả. Vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, trước đây thì chúng ta chỉ nghĩ đến những sản phẩm có thế mạnh như là gạo hay là các loại hạt, nhưng mà cho tới nay thì kể cả những sản phẩm mà đặc sản như là mắm tôm hay là miến rong thì cũng đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như là châu Âu hay là châu Úc. Cuối năm 2022 thì chương trình OCOP cũng đã triển khai các phiên chợ livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Và đến năm 2023 thì Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp đã triển khai được hơn 800 phiên chợ với doanh thu là hơn 100 tỷ đồng. Và có lượt xem là 300 triệu lượt xem trên chỉ một nền tảng mạng xã hội. Và nhà báo Hoàng Trọng Thủy đánh giá sao về những con số cũng khá là ấn tượng mà tôi vừa chia sẻ ạ? Khi nghĩ về OCOP ấy thì trong đầu tôi nó có mấy cái chữ điển hình nó đạt được những cái con số ấn tượng ấy. Thứ nhất là chủ trương mới, thứ hai là chất lượng của sản phẩm mới, thứ ba là sức mua mới, nó mới làm nên cái con số ấn tượng ấy. Thế về sản phẩm mới thì thực ra thì từ ngày 7 tháng 5
năm 2018 bắt đầu chúng ta có cái chương trình này. Ngày 7 tháng 5 là cái ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chúng ta cũng ngay người làm khi đã đưa ra cái chủ trương này. Người ta đã muốn gieo ấn tượng vào cái xã hội, nó trở thành một cái tư tưởng thường trực. Và tinh thần của nó phải tinh thần của Điện Biên Phủ trong ô cốp. Cái đầu tiên đó là ấn tượng như vậy. Mặc dù so với lại các cái nước xung quanh chúng ta thì cái chương trình này nó hơi muộn một chút. Thế nhưng mà nó lại có sức sống. Đến bây giờ là của chúng ta trên 10.400 đúng không? Như vậy là nó đã vượt cái đề ra đến mục tiêu đến năm 2030. Như vậy là cái chủ trương này gắn với lại cái nông nghiệp sinh thái thì nó làm trỗi dậy cho 7 vùng sinh thái và các cái tiểu vùng. Nó bắt nhịp được với như vậy là cái tư tưởng của nhân dân và thế mạnh của địa phương. Về chất lượng của sản phẩm thì chúng ta khỏi phải lo rồi. Chúng ta đã đến như vậy là một số những cái cuộc triển lãm. Tôi đã biết như vậy là người ta mới đem đến để trưng bày, mới để bán, giới thiệu thôi. Thế mà chưa khai mạc thì người ta đã mua hết rồi. Tất nhiên là cái số đó là số ít. Cứ mà mới điều thấy rằng là nó đã ghi dấu ấn vào trong người tiêu dùng. Thế đó là chất lượng của sản phẩm mới. Cái thứ ba nữa là thị trường mới, cái sức mua mới. Thì chúng ta thấy rằng ấy là nó chảy về rất là nhiều. Với lại là người tiêu dùng đều biết đến. Và gần như là từ tỉnh này sang tỉnh khác. Những người mà ở cái phân khúc thị trường tiêu dùng trung bình thì người ta thường hỏi là ở đây sản phẩm ô cốp là gì? Điều đó chứng tỏ rằng đó là những cái điều mà từ sản xuất cho đến tiêu dùng nó đã tạo nên những cái con số ấn tượng mà vừa rồi chúng ta đã được nghe. Vâng, thưa nhà báo, cũng có nhiều ý kiến cho rằng là muốn phát triển sản phẩm ô cốp đi sâu đi xa thì chúng ta phải gắn liền những cái sản phẩm ô cốp này với cái dịch vụ du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Không biết là nhà báo thì nghĩ sao về cái suy nghĩ này? Tôi mượn một lời nói của các bác nông dân mà khi có một cái sản phẩm ô cốp của Ninh Bình thì người ta bảo là sản phẩm ô cốp với lại du lịch của nông nghiệp thì nó là hai anh em sinh đôi. Chúng ta nên biết rằng là mới có 5 năm thôi. Thế mà cái sản phẩm ô cốp của chúng ta thì chủ yếu dựa trên nền tảng của trồng trọt, chăn nuôi và cái thực phẩm hiện có. Cho nên cái tốc độ của nó nhanh, tốc độ của nó rất là nhanh. Thế thì chúng ta biết là khi đó thì sản phẩm mà 4 sao mà loại ưu tú thì đã được đem đi xuất khẩu. Mà cái sản lượng nó còn rất ít. Và xuất khẩu thì nó phải cỡ 5.000 tấn đến 10.000 tấn thì mới có lãi. Chứ còn nếu như mà ở dưới cái con số đó thì cái lãi nó không nhiều lắm đâu. Thế cho nên là cái giai đoạn đầu của nó là cái xuất khẩu đi ra khỏi biên giới của Việt Nam nó rất là ít. Thế thì bây giờ xuất khẩu ở đâu? Ngay khi mà chúng ta sinh ra cái chủ trương cái là sản phẩm ô cốp thì chúng ta đã quay du lịch nông thôn. Nó là người bạn đi song hành với lại cái sản phẩm ô cốp. Mà đó chính là xuất khẩu sản phẩm ô cốp tại chỗ. Như vậy là rõ ràng là chúng ta thấy là từ Ninh Bình, Quảng Ninh, thế rồi Ninh Thuận, các cái thành phố và những cái điểm du lịch thì hầu như sản phẩm ô cốp đặc trưng đều đi về cái ngã đường đó. Và cái sức tiêu thụ của nó được tăng lên. Chúng ta nhớ là cái du lịch của khách du lịch quốc tế mà đến Việt Nam ấy nó khoảng từ 8 cho đến 12 triệu 8 một người trên một năm. Chúng ta hay tưởng tượng là người ta muốn mua một cái sản phẩm của xứ Nhật đới. Chỉ cần một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ đó thôi nó cũng đã đưa ra được một cái lượng hàng hóa rất lớn ở trong du lịch. Thế còn du lịch ở trong nội địa thì chúng ta cỡ khoảng 195 cho đến 108 triệu người du lịch ở trong nội địa. Thế thì địa phương này đi mua của địa phương kia. Và thậm chí như vậy là ô cốp còn được là quà tặng của nền nông nghiệp của huyện tôi, của xã tôi, thậm chí là của tỉnh tôi để tôi biếu cho các cái người bạn và các cái du khách. Thì rõ ràng nó phải gắn với lại du lịch. Và chúng ta phải coi đây là một cái ngành chủ động nhất. Người thụ hưởng được cái là biết được tinh hoa của nó và cái sản phẩm nó còn chứa nguyên cái độ tươi của hương vị. Cho nên nó gắn với du lịch, chính là người anh em sinh đôi đi trên một cái đoạn đường xa. Dạ vâng, và nhiều ý kiến thì cho rằng là với những lợi thế chúng ta đang có như là về giá trị, về chất lượng, nét đặc sắc cộng với yếu tố bản địa thì việc tiêu thụ các sản phẩm ô cốp hiện giờ thì vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là khi mà chúng ta đưa những sản phẩm ô cốp đó ra thị trường quốc tế. Nhà báo Hoàng Trọng Thủy có đồng ý với ý kiến đó hay không ạ? Tôi hoàn toàn đồng thuận với ý kiến của biên tập viên vừa nêu lên. Chúng ta nói là chất lượng sản phẩm và cái tiêu thụ là quan trọng nhất. Thế thì vì sao nó chưa xứng đáng với tiềm năng? Chúng ta nói là cái sản phẩm thì gần như là ở miền quê nào cũng có. Thế mà cái sức tiêu thụ hiện nay của cô bác nông dân thì vẫn còn băn khoăn, vẫn còn chờ đợi, vẫn còn ngóng chờ.
Vậy thì nó ở đâu? Nó chưa xứng đáng với lại tiềm năng. Tôi chọn nghĩ là nó có ba lý do. Cái lý do thứ nhất đấy là các cái sản phẩm của ô cốp của chúng ta vẫn còn ở thấp do cái sản xuất manh mún. Cái thứ hai nữa ấy là do cái sản xuất nó còn manh mún ấy, thì cái chất lượng của nó chưa đồng đều và nó không ổn định, kể cả nó mẫu mã nữa. Thế thì nguyên cái tự thân của cái sản phẩm ô cốp ấy nó cũng đã làm cho cái sức tiêu thụ nó chưa xứng đáng với lại cái tiềm năng. Cái điều thứ hai nữa ấy là trong sản xuất cho đến lưu thông và các cái kênh phân phối thì nó phải được thiết lập, hay là chúng ta nói một cách giản dị đó là nó phải có các cái cửa hàng của ô cốp, các cái cửa hàng chỉ dẫn. Tôi cần mua thì chỉ cần như vậy vào điện thoại của mình, thế xong bắt đầu tôi tìm thì chắc chắn là người ta sẽ tìm đến. Nhưng bởi vì chúng ta chưa thiết lập được cái hệ thống phân phối, chúng ta chưa có một cái chuỗi như vậy là các cái cửa hàng chỉ dẫn về cái sản phẩm ô cốp. Một năm thì trưng bày có một vài lần được tổ chức thôi. Cho nên đó là cái tiêu thụ nó vẫn còn là cái điểm nghẽn, làm cho như vậy là cái tiềm năng của ô cốp đáng lẽ nó sẽ được phát triển, nó đi xa hơn nữa vào người ta tiêu dùng đó là thuận lợi hơn. Nhưng do là chúng ta chưa thiết lập được cái kênh phân phối này, chưa có cái cửa hàng chỉ dẫn thì nó đã làm cho hạn chế cái sức tiêu thụ của nó đi. Thật vui bây giờ là Hội Nông Dân Việt Nam với lại các cái huyện thì cũng đã xây dựng được những cái cửa hàng chỉ dẫn và đặt ở những cái nơi trung tâm hoặc là những nơi mà có khách du lịch đến nhiều, thì bắt đầu nó cũng đã những quá những cái tầm ảnh hưởng. Và nếu như mà chúng ta quyết tâm nữa của chính quyền hãy dành cho người ta ưu tiên thuê đất ở những cái nơi mà tập trung như thế thì chắc chắn là cái mức độ nó tiêu thụ tốt lên. Đi cùng với đó sẽ là xuất khẩu. Tôi hy vọng là nó sẽ có những cái bước tiến nữa. Vâng, thưa nhà báo, các chuyên gia thì cũng cho rằng là để mà xây dựng sản phẩm ô cốp thành công thì có 3 yếu tố mấu chốt. Đầu tiên, đấy là về chất lượng sản phẩm thì là phụ thuộc vào cái khoa học, công nghệ mà chúng ta áp dụng. Thứ hai là mẫu mã bao bì sản phẩm thì phải đáp ứng được nhu cầu ở trong nước và xuất khẩu nữa. Và cái thứ ba là việc mà chúng ta xây dựng thương hiệu sản phẩm ô cốp đó như thế nào. Thì theo nhà báo thì chúng ta đã làm tốt 3 khâu này hay chưa? Trước hết thì tôi cho rằng là chất lượng của sản phẩm đã áp dụng cái khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào trong cái sản phẩm ô cốp. Thì tôi thấy nó có bước phát triển tương đối tốt và nó đi trước. Thế còn lại là bao bì mẫu mã thì tôi nghĩ là một là làm chưa tốt lắm đâu. Cái thứ hai nữa, cái thứ yếu tố thứ ba của nó đó chính cái là yếu tố về xây dựng thương hiệu thì lại còn kém nữa. Như vậy là trong ba cái mấu chốt ấy thì có hai cái nó nằm ở cái khâu như vậy là cộng thương là nằm ở các cái sản phẩm ô cốp thuộc về công nghệ chế biến. Chúng ta hãy nhìn những cái bao bì của mình. Tôi còn nhớ như vậy là cái sản phẩm ô cốp của bên Thái Lan ấy, sau khi bắt đầu vào cái số hóa cái, người ta như vậy là không phải chỉ có độc hình ảnh đâu, mà người ta còn làm những cái con thỏ, những cái con gắn bó với con người, và bắt đầu như vậy người ta đưa vào trong cái cửa hàng bán ấy. Nó nhảy múa và nó rất là ngộ nghĩnh, cho nên là cái sức tiêu thụ của nó rất lớn, gần như là chúng ta chỉ có bao bì này, đẹp này, đóng gói này, thế và tiện lợi nữa thì chúng ta xách tay. Thì tôi cho như vậy là chưa đuổi kịp với cái thị hiếu tiêu dùng, và hiện nay người tiêu dùng chủ yếu là nằm ở trong cái lớp trẻ. Hai nữa ấy là nhất là những cái sản phẩm ô cốp mà được chế biến ấy, mà nó nằm ở trong những cái gói nhỏ này như là cao với lại dược liệu, thì chúng ta thấy là diện tích bao nó nhỏ quá, hộp nó nhỏ quá, cho nên hướng dẫn sử dụng như thế nào, ví dụ như là dược liệu là phải hướng dẫn sử dụng, thế rồi hình ảnh của nó như nào, thì cái diện tích đó là chúng ta vẫn còn thiếu có tính sáng tạo. Và thứ ba nữa ấy là chúng ta thấy là những cái hỗ trợ về mặt khác ấy, thì tôi nói là những cái hình ảnh như thế này và cái quá trình của câu chuyện làm ô cốp, đáng nghe những cái điểm bán đó nó phải có những cái câu chuyện đó, thì để người ta sang lên rõ ràng cái đó, tuy nó không phải là bao bì nhưng nó dẫn dắt người mua tìm hiểu, thế rồi ấy là được tận thế hình ảnh và cái cuối cùng người ta quyết định bỏ đồng tiền ra mua. Thì tôi cho rằng ấy là đây là chúng ta là còn yếu. Và thậm chí là người bán hàng ô cốp ở các cái điểm du lịch không hiểu kỹ về ô cốp. Thế còn về thương hiệu thì chúng ta phải thành thật mà nói với nhau một điều này. Lớn như gạo, lớn như cà phê, lớn như hạt điều. Hàng hơn chục năm nay xuất khẩu, thậm chí là vua thị trường về điều số 1 cho ai đã có thương hiệu rồi. Thế thì nó làm sao mà nó mới sinh ra được có 5 năm nay thì nó chưa làm được. Nói như vậy để chúng ta biết rằng là phải xây dựng thương hiệu. Và nếu như chúng ta không xây dựng được thương hiệu
thì cái sản phẩm và cái giá trị của nó rất là thấp. Và khi mà đem đi xuất khẩu thì cái giá trị sinh lời của chúng ta. Tóm lại, trong 3 điểm mấu chốt mà biên tập viên vừa nêu, thì tôi cho ai là xây dựng thương hiệu là kém nhất. Thứ hai nữa là đến đó chính là cái bao bì và mẫu mã. Khi nó đã không dẫn được cái con người đến quyết định và cái mắt về trước thì khó có thể như vậy là bán được nhiều hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy.